Chắc hẳn thì không còn ai lạ lẫm với món đậu hũ non đúng không các mẹ? Hôm nay thì mình mới biết là làm đậu hũ non từ hạt đậu gà cũng rất là ngon. Các mẹ cần ngâm đậu gà trong khoảng 8 đến 12 tiếng. Đến khi mà trượt được vỏ như thế này là ok mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho đậu gà vào cái máy xay. Mình có kinh nghiệm làm các món đậu hũ non, đó là sẽ cho phần nước gấp đôi phần đậu thì cái tỷ lệ làm thành công rất là cao. Mình đã làm đậu hũ non yến mạch, khoai lang và bây giờ mới biết là làm với đậu gà cũng rất là bùi và thơm. Các mẹ nhớ là thử đi nhé. Ok, chúng ta sẽ mang đi xay. Mọi người rất là hay hỏi mình về cái máy xay thì mình dùng máy xay 3 cối và mình đã để link mua ở trên đầu trang của mình mọi người nhé. Bây giờ thì chúng ta xay xong rồi sẽ đổ ra một cái rây để lọc kiệt nước và cái bã này thì mình cũng có thể là cho trứng vào để làm bánh pancake hoặc là có thể cho vào nồi cháo và nấu cùng gạo luôn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho vào nồi để khuấy nhá. Mọi người nhớ khuấy thật đều nếu không nó sẽ bị cháy nồi đấy. Chúng ta khuấy khoảng 15 phút thì cái hỗn hợp này sẽ đặc sệt sệt lại thế như thế này là được các mẹ nhá. Bây giờ thì chúng ta sẽ đổ ra khuôn và để trong tủ mát 2 giờ là nó sẽ đông. Để tí nữa nó lấy thành phẩm ra nó dễ hơn thì mọi người hãy quét một lớp dầu vào nhá. Dầu ăn dặm của bé các mẹ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi làm nước sốt. Trong tủ lạnh nhà mình hôm nay còn 2 quả lê. Mình rất là thích ăn lê. Sắn nhà mình cũng thích ăn bởi vì lê rất là mát, ngọt, thơm. Sau 2 giờ nó sẽ đông. Mình lấy ra và để khoảng 30 phút để cho nó nguội bớt lạnh thì mình hãy cho bé ăn các mẹ nhé. Trong cái thời gian đấy thì các mẹ có thể đi làm nước sốt. Sốt bằng hoa quả gì cũng được đều ngon hết. Ok, hoàn thành xuất sắc. Mọi người nhìn nó núng lính đẹp không? Thế là chúng ta vừa làm xong một món thơm ngon bổ dưỡng cho các bé rồi. Chúc các mẹ làm thành công nha. Nhớ bấm theo dõi mẹ Sắn để biết thêm nhiều món ngon hơn. Cảm ơn các mẹ đã xem.